Ba là cái hay quên, nhiều khi tên chồng không nhớ mà. Ngày tháng năm sinh anh giờ còn không nhớ mà. Không, cái đó thì là vợ anh được quyền quên, nhưng mà riêng anh thì không. Không, ủa sao được kỳ vậy? Thì đúng rồi, tại vì anh thử quên đi. Thử quên mà quýnh anh chết làm sao? Nếu như mà các bạn muốn nhớ một điều gì đó liên quan tới vợ. Chương trình này phải sống Toàn Quốc hả? Dạ đúng rồi, Toàn Quốc anh, HTV7. Chào. Tất cả mọi sự anh nói ở đây đều sẽ là bằng chứng trước vợ anh. Và má vợ anh hiểu con coi luôn. Đúng vậy, tại vì vợ anh là tòa án rồi. Có gì thì nói thiệt nghe. Không, bây giờ nghiêm túc nè, nói đàng hoàng. Ok. Nãy giờ tưởng rồi. Trời, gì nữa đâu. Không, vợ anh là một người rất là tuyệt vời, rất là very good. Và anh trong không muốn vợ anh thay đổi bất cứ một cái gì hết. Kể cả ba má vợ anh, chị em vợ anh. Nhưng mà anh là một gia đình rất là tuyệt vời trong mắt anh. Gia đình rất là tuyệt vời trong mắt anh. Nhưng mà anh với vợ anh ơi, họ hàng ơi, tôi đã nói hết sự thật rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề là anh với vợ anh có hay gây lộn không? Không gây lộn gì hết. Anh với vợ anh là một mẫu hình gia đình rất là lý tưởng. Đây, sáng nay kể nghe câu chuyện. Bỏ đi. Rất vui nha, mới đi du lịch. Anh qua hôm kia đi. Mới đi du lịch, mới đi du lịch Lê Nam về. Ok. Vợ chồng tôi, vợ chồng anh Lê Nam với vợ chồng anh Trần Bùm đi. Dạ, ok, biết rồi mà vợ. Đi hồ trà Melissa, mình chỉ nói là anh Bùm nói là hôm chuyến này mình đi chơi là chơi gia đình nha, mình không có ăn nhậu hay cái gì hết. Ừ. Cái buổi chiều tối hôm đó, cái Lê Nam, ồ giờ mới 6, 7 giờ, 7, 8 giờ làm gì buồn quá ta. Thôi mình ra quán mình làm vài chai anh em về nhà với ngủ. Mọi người không đồng ý đồng tình với vấn đề đó, xong nên thấy Linh làm tha thiết quá. Anh em mới thôi cho vợ ở nhà. Tất cả chỉ là nó đùa nha mọi người. Thì mình anh em là ông ra nhậu thôi, để cho mấy phụ nữ ở nhà nghỉ ngơi này kia nọ. Ok. Thì bà kia đâu chịu ở nhà. Bà kia nói ông đi nhậu không, dắt hai đi luôn đi. Tôi ở nhà đó. Rồi cái là sao cái hay chở anh lên lầu đó, nói chuyện sao cái ba anh em ngồi dưới rồi, ngồi dưới ngồi chờ. Mọi người. Nằm đâu rồi? Để đi xem anh chờ. Chờ xíu, anh giải quyết chuyện cái. Ngồi khoảng nửa tiếng sau, lâu quá, lâu 45 phút luôn ngồi chờ. Ủa sao lâu vậy hả? Mấy anh em đi, vợ anh sợ ma của anh nhà nó. Trời ơi, vậy thôi, cái ba anh em đi, ba anh em lái xe đi giữa chừng. Trong cái vô tình, cái gì, tôi đến, tới số thời gọi. Lê Nam, ủa, đừng nói Nam kia, quay ra rước nha. Nếu mà quay ra rước, cũng quay rước thôi chứ sao bình thường. À. Em nghe Nam ơi, mà không nghe tiếng ai trả lời, mà nghe tiếng giọng thôi thì sao? Vậy mày nói cái gì? Hả? Mày nói đi! Bây giờ mày muốn sao? Bây giờ nó được biết đó, ổn mà sao? Alo, anh Nam ơi! Nam, cái ngàn nhóc đó. Ba đây cái lộn. Thằng nhóc nó bấm gọi, nó đang điện thoại mà trước đó là mình gọi cho anh Nam thì cái số mình ở đầu á. Ba đây cái lộn quá. hỏi ra làm sao không, lên nói chuyện rồi bả cho đi rồi thì bả cho đi thì mặc thì đi thôi ông đi nhậu không, không đi đây ông đi đâu, ông đi đây tôi ở nhà giữ hai con rồi ông kể mà ông mặc áo vô cái ông nhìn vợ bà cho tôi đi bà không vui, bà cho tôi đi bà không vui, bà cho tôi đi mà bà phải cười, bà phải vui vẻ với tôi mới đi chứ bà không đi nữa cởi áo ra bà giỡn quá thôi ông đi đâu ông đi thì ghi đi nhỏ xong cái mặc áo vô lại cũng nhìn qua nữa mày không hài lòng. 6 lần như vậy là ở nhà luôn. Người ta cho đi không chịu đi mà cũng không cho đi cũng nói. Xin chào tất cả khán giả có mặt trong màn ảnh nhỏ. Trời ơi, lâu lắm rồi mới nghe từ màn ảnh nhỏ nha. Anh thì đó thế hệ xưa mà. À, một lời chào trân trọng nhất và thân ái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khai thác những câu chuyện rất là thú vị trong cuộc sống cá nhân của sao anh Nam. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi sương sương thôi ha. Em cứ hỏi đi. Ok, khi mà biết tin vợ mình có bầu, cảm xúc của anh nó có sốn sang rộn ràng. Khi mà vừa nghe tin vợ anh có bầu, cảm giác của anh rất là hạnh phúc. Và sau khi anh thông báo cho bạn bè anh, tất cả bạn bè anh hết. Có không? Có, vợ anh có bầu. Có thông báo. Anh không có thông báo cho em. Em tự đó, biết. Em tự biết. Bữa đó anh gọi điện thoại. Anh gọi điện thoại mà em không bắt máy. Anh nhớ hôm đó và anh có gọi một thằng bạn trong nhóm mình luôn. Nó trả lời anh một cái câu mà anh cảm thấy anh bị tụt mút liền. Phải con mày không? Nóng chưa? Đang rất là vui đúng không em? Không anh, nhưng mà cái vấn đề là người bạn đó anh cũng hỏi lần câu cũng khá hay á bộ. Không, hỏi câu đó là tự nhiên tụt mút nhưng mà sau này biết là giỡn thôi. Dạ. Không biết luôn á, lúc vừa hỏi câu đó là trong đầu anh Nam nghĩ gì luôn á. Giỡn thôi nhưng mà gia đình có lục đục là do chuyện đó xảy ra tới giờ luôn. Có nghĩa là vẫn không tin vợ đúng không? Thì hỏi vợ đúng không? Không có, không phải là không tin, chẳng qua vẫn chơi thôi. Nhưng mà cái câu hỏi nó cũng làm cho mình có một chút gì đó suy nghĩ. Nhưng mà mới quen 3 tháng là cưới luôn á đúng không? Mới quen 3 tháng cưới luôn. Tại vì vợ anh cũng là em của một
đồng nghiệp trong nghề mình luôn. Duyên phận, duyên số tới thì là mình lấy thôi chứ làm sao mình né được. Không né được em ơi. Thích thì đến đó đúng không? Đúng rồi. Thì cái khoảng thời gian mà là chị mang thai á, chị có hay ốm ngán hay là có hay đòi hỏi mè nheo nhõng nhẽo gì với anh không? Không, thực sự cái khoảng thời gian đó không có, tại vì anh suốt ngày đi làm, vợ anh thì ở nhà, vợ anh thì ở Bình Dương, em của vợ anh đó ở Bình Dương. À, gia đình đông. Gia đình đông thì chăm sóc vợ anh, còn anh thì ở Sài Gòn cứ đi làm. Rồi tới tối anh về, anh Bình Dương ngủ trong sáng sớm là chạy về Sài Gòn đi làm. Chủ yếu là anh về Bình Dương để anh chăm sóc, thực sự không ai chăm sóc. Anh về anh ngủ trong sáng vậy đi làm. Đâu gì đâu, thì mình về mình ngủ để mình dưỡng sức để ngày mai mình đi làm đúng kiếm rồi, tiền. Dưỡng sức mai đi làm kiếm tiền. Đúng vậy, em hiểu điều đó. Nhưng mà nè, mấy chị mà khi có bầu đó nha, tự nhiên không biết ở trước làm sao, nhưng mà khi có bầu xong đa nghi lắm. Thật sự trong cái giai đoạn mà giờ anh có bầu giờ anh lại không ghen, ngộ vậy đó. Ủa vậy hả? Làm như là lúc nào tình cảm mà cũng dành cho đứa con hay sao á, anh giống như là củ rơi á, giống như là củ rơi á. Vậy thì là chị không hề ghen tuông gì trong khoảng thời gian đó luôn? Không hề ghen tuông trong khoảng thời gian đó. Với điều kiện anh đừng làm gì bậy thôi, anh đừng làm gì bậy thôi. Còn nếu anh làm bậy thì vẫn ghen như thường. Làm bậy thì vẫn ghen như thường. Không, cái đó bình thường, anh ai cũng vậy. Ở vậy đi, vợ anh vậy. Có khi nào chị buồn buồn cái chị đi lên mà không nói trước không? Không, vợ anh đặc biệt không bao giờ tự động đi lên chỗ làm việc hết. Không hề luôn. Trừ khi nào anh cho thôi. Ủa không, anh... tại vì chị không thích lên. Chị lên để làm gì con cũng chán. Bây giờ anh có một cái tâm sự với anh là thực sự á, là không bao giờ đi coi diễn hết á. Kể cả diễn sân khấu hoặc diễn viên, anh lên ngồi, bà cứ ngồi trong cánh gà, bà ngồi. Đi được lần bà ngồi nữa. Ủa tôi ngồi đây làm gì ta? Cái này tôi phải ngồi dưới chứ. Tôi ngồi đây, còn gì có vui đâu. Vậy đó. Ở dưới thì khán giả cũng cười, nói chung cũng cười phải không? Ủa chỗ này sao cười vậy ta? Trời ơi. Hay hỏi những cái câu mà thôi, nói chung là để hai dòng gần gũi nhau thì hạn chế đi coi người ta làm việc đó. Có những lúc cười bà không cười, có những lúc ta không cười bà lại cười. Tại sao? Ví dụ bà không muốn coi hài. Bà không muốn coi hài. Cái lúc mà chị mang bầu chị có hay đòi ăn gì lạ lắm không? Không, thực sự thì vợ anh mang bầu hình như không có đòi ăn gì hết á. Sức khỏe vợ rất là tốt. Thậm chí mang bầu bà có thể đi chơi vòng mà rất là tốt, mà không có bị ngán bất cứ một gì hết. Bà chỉ đòi ăn một thứ duy nhất thôi. Why? Ăn anh. Lao. Không thiệt. Có bầu sao ăn anh được? Không, không cho. Anh giữ mình lắm. Còn không tin luôn á. Ngoài nói thiệt mà. Thiệt không? Không, trong mắt anh là... Ủa, câu nói sao à, trong mắt vợ anh lúc nào cũng đẹp. Tôi mới hiểu một điều á, là thực sự ở trên đời này á, cái nhãn quan của mọi người nó khác nhau. Có thể là đối với chị là anh Nam là một phải gọi là vậy nè, nam vương đó mới cảm hứng được thôi. Đúng chứ rồi. Nhìn người khác liền không bậy, anh vẫn đẹp trong mắt những người khác nữa mà. Anh đẹp mà, em sao vậy trai? Cái khoảng thời gian mà đưa chị đi sanh á thì là mọi thứ nó đều thuận lợi hết đúng không anh? Không thuận lợi. Cái ngày đầu tiên sanh đứa đầu tiên của anh đó là ngày hôm đó là anh lại có một cái lịch quay. Thì vợ anh là dự sinh là sáng sớm là có dấu hiệu sinh rồi, anh thì đang quay rồi, anh ở đây ngán quay cấp tốc để mình về. Xui sao bữa đó là bối cảnh chính của anh nữa, quay tới tối 11 giờ anh bắt đầu anh chạy về Bình Dương, từ sáng tới tối là không đẻ được, bắt đầu mới quyết định là ngay giờ anh về là bắt đầu đẻ mổ luôn đứa con đầu của anh. Lúc mà anh với vợ anh mà có đứa cái đầu lòng á thì vợ anh mới nói là thôi đẻ thường đi, để chi để con nó khỏe mạnh. Bà vô bà có dự sinh rồi, cái bà đau quá, bà kêu bác sĩ là chích thuốc cho bà đi. Chích vô xong bà vẫn đau. Bà vẫn đau, bà nắm đầu bác sĩ luôn. Bà chích cái gì mà nó vẫn đau. Thôi giờ bác sĩ đưa vô mổ luôn đi. Biết rồi, bà chửi thề luôn mà. Trời ơi, đưa tôi vô mổ đi. Chích cái gì không? Thằng đầu của anh ra nó hơi cứng đầu xíu. Tới giờ nó hơi cứng đầu. Tại giờ nó đầu bác sĩ á. Thấy đó. Rồi còn đứa thứ hai thì sao? Đứa thứ hai cũng theo anh nó luôn, cũng mổ luôn. Vậy thì là trong cái khoảng thời gian mà là chị sinh nở á, anh có mặt ở đó ở hai lần sinh nở của chị luôn hay là lần thứ hai thì có mặt? Một cái gì là anh cũng chạy lên Bình Dương, anh cũng lên tới nơi rồi, xong rồi cũng giờ đó sinh ở tới sáng thì bà không được lên phòng, coi như là anh nói chết cha, anh không có chỗ ngủ. Mà cái dòng ngủ bệnh viện sợ lắm anh. Sợ lắm, mà tắm mình sợ ma nữa, trời ơi, sợ ma chiếu luôn. Xong cái vô khách sạn, vô mình sợ ma quá. Gọi một thằng bạn của anh nữa thì hai thằng không vô. À, thằng bạn. Nó nhủ con bé nào. Thằng bạn. Tại alo, mày rảnh không? Nói gì vô khách sạn ngủ với tao, mày điên hả? Chơi. Hai anh em vô khách sạn ấy, tiếp tân nhìn. Vô, đeo phòng vô. Vô tới nơi, nói, ủa anh kêu vô đây chi? Nói, vợ tao sanh mà bữa qua giờ tao đâu có ngủ được đâu. Cái vợ kêu, thôi vậy thôi, anh mở tivi đem coi xíu rồi anh ngủ đi. Cái anh vừa mới ngủ cái mới bỏ nó về, anh thức dậy giống như anh bị mất.
Trời ơi, nó mất đợn gái chứ cha có đâu rồi. Ra trả tiền phòng liền. Tân á, sao cặp này mới vô ra liền ta? Nhanh à. Cái luôn anh đâu có được ngủ đâu. Rồi bắt đầu ngồi ở trong bệnh viện ngồi chờ tiếp, ngồi cứ ngủ gà ngủ ngực ngủ gà ngủ ngực. Thôi mà nghe mẹ với con anh lên phòng cái là lúc đó anh mới lên phòng ngủ. Lần đầu tiên khi mà là anh nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình ra đời, cảm xúc của anh sao? Cái đứa đầu tiên mà khi mà nó mới ra đời, cảm giác của anh là anh lo cho vợ anh nhiều hơn. Bả mang bầu này nọ, cái một mình tự lo rồi một mình tự bươn tự chải hết. Lúc đó bác sĩ bế đứa con ra là anh chỉ hỏi là vợ em sao là chỉ muốn vô thăm vợ thôi. Chứ lúc đó nhìn qua đứa con sơ sơ cũng không có để ý nó nhiều lắm. Chăm sóc vợ khi mà là sau sinh á, nó có khó khăn không anh? Cũng phải thương vợ anh nữa. Sau khi vợ anh sanh, các em của vợ anh lại chăm sóc anh lại đi làm xuống. Tại sao hồi khi mà anh cưới vợ thì cuộc sống của anh nó cũng bấp bênh, chưa có được đầy đủ, bắt buộc anh phải đi làm để anh lo cho gia đình. Tới bây giờ thì cũng phải cảm ơn các em vợ anh rất là nhiều. Nhưng mà nhờ trời thương sao cơ địa bà khỏe, đẻ xong rồi bà làm này làm nọ, chưa bao giờ than nhé là vợ ơi, chồng ơi, em mệt quá, chưa bao giờ. Kể cả khi mà anh đi làm về hay là anh có những cái gì cái thì chính bà là người động viên ngược lại anh. Cái mục tiếp theo mà là chúng em sẽ cùng khai thác về anh, đó chính là vợ tôi vô số tội. Đối với anh là vợ anh, trong mắt anh là thiên thần rồi. Thôi ơi, sợ ơi, anh không nói tôi nói. Chỉ có một cái số nhỏ thôi. Chỉ có một nha. Chỉ một nhỏ nhỏ chỉ thôi. Chỉ có một thôi. Rất nhiều. Hay cầm nhàm. Rồi. Ghen hay ghen. Thì cũng đúng là phụ nữ đúng mà, rồi, phải là ghen, cầm nhàm với đen, còn gì nữa. Với lại... TikTok. Ghen lắm. Một ngày có thể quay là mười mấy hai chục cái. Cái thứ ba là cái hay quên. Nhiều khi tên chồng không nhớ mà. Ngày tháng năm sinh anh giờ còn không nhớ đâu mà. Không, cái đó thì là vợ anh được quyền quên, nhưng mà riêng anh thì không. Không, ủa sao được kỳ vậy? Thì đúng rồi, tại vì anh thử quên đi. Thử quên mà quên anh chết làm sao? Nếu như mà các bạn muốn nhớ một điều gì đó liên quan tới vợ. Chương trình này phát sóng toàn quốc hả? Dạ đúng rồi, toàn quốc anh, HTV7. Dạ. Tất cả mọi sự anh nói ở đây đều sẽ là bằng chứng trước vợ anh. Và má vợ mình coi luôn. Đúng vậy, tại vì vợ anh là tòa án rồi. Có gì thì nói thiệt nghe. Không, bây giờ nghiêm túc là nói đàng hoàng. Ok. Nãy giờ tưởng rồi. Trời, gì nữa đâu. Không, vợ là một người rất là tuyệt vời, rất là very good. Và anh trong không muốn vợ anh thay đổi bất cứ một cái gì hết. Kể cả ba má vợ anh, chị em vợ anh. Nhưng mà anh là một gia đình rất là tuyệt vời trong mắt anh. Gia đình rất là tuyệt vời trong mắt anh. Nhưng mà bây giờ anh với vợ anh... ơi, họ hàng ơi, tôi đã nói hết sự thật rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề là anh với vợ anh có hay gây lộn không? Không gây lộn gì hết. Anh với vợ anh là một mẫu hình gia đình rất là lý tưởng. Đây, sau này kể nghe câu chuyện. Bỏ đi. Rất vui nha. Mới đi du lịch. Anh qua hôm kia đi. Anh mới đi du lịch. Mới đi du lịch Lê Nam về. Ok. Vợ chồng tôi, vợ chồng anh Lê Nam với vợ chồng anh Trần Bùm đi. Dạ, ok, biết rồi mà giỡn. Đi Hồ Tràm mới đi xa. Mình chỉ nói là anh Bùm nói là hôm chuyến này mình đi chơi là chơi gia đình nha. Mình không có ăn nhậu hay cái gì hết. Ừ. Cái buổi chiều buổi tối em nói cái Lê Nam, ồ giờ mới 6-7 giờ, 7-8 giờ làm gì buồn quá ta. Thôi mình ra quán mình làm vài chai anh em về nhà dễ ngủ. Mọi người không đồng ý đồng tình với vấn đề đó, xong nên thấy Linh làm tha thiết quá. Anh em mới thôi cho vợ ở nhà. Tất cả chỉ là nó đùa nha mọi người. Thì mình anh em là ngông ra nhậu thôi, để cho mấy phụ nữ ở nhà nghỉ ngơi này kia nọ. Ok. Thì bà kia đâu chịu ở nhà. Bà kia nói ông đi nhậu không, dắt hai đi luôn đi. Tôi ở nhà đó. Rồi cái là sao cái hay chở anh lên lầu nói chuyện sao cái ba anh em ngồi ở dưới rồi, ngồi dưới ngồi chờ. Còn nữa. Nằm đâu rồi, để đi theo anh chờ. Chờ xíu, anh giải quyết chuyện cái. Ngồi khoảng nửa tiếng sau, lâu quá, lâu 45 phút luôn ngồi chờ. Ôi sao lâu vậy? Mấy anh em đi, vợ anh sợ ma quá, anh nhà nó. Trời ơi, vậy thôi, cái ba anh em đi, ba anh em lái xe đi giữa chừng. Trong cái vô tình, cái gì chưa đến. Tới số thời gọi Lê Nam, ủa, đừng nói anh Nam kia, quay ra rước nha. Nếu mà quay ra rước, cũng quay rước thôi chứ sao bình thường. Em nghe Nam ơi, mà không nghe tiếng ai trả lời, mà nghe tiếng giọng nó thì sao? Vậy mày nói cái gì? Hả? Mày nói đi! Cái gì mày muốn sao? Cái gì nó được? Biết đó, gì nó sao hả? Alo, anh Nam ơi! Nó, cái nghe nhóc đó. Ba đây cái lộn. Thằng nhóc nó bấm gọi, nó đang điện thoại mà trước đó là mình gọi cho anh Nam thì cái số mình ở đầu á. Ba đây cái lộn á. hỏi ra làm sao không, lên nói chuyện rồi bả cho đi rồi thì bả cho đi thì mặc thì đi thôi ông đi nhậu ông thôi ông đi đây ông đi đâu ông đi đây tôi ở nhà giữ hai con rồi ông kể mà ông mặc áo vô cái ông nhìn vợ bà cho tôi đi bà không vui bà cho đi mà bà phải cười bà phải vui vẻ tôi mới đi chứ tao không đi nữa lấy cái áo ra bà giỡn quá thôi ông đi đâu ông đi đi thì ghé đi nhỏ xong cái mặc áo vô lại cũng nhìn qua nữa mày không hài lòng 6 lần như vậy là ở nhà luôn
Người ta cho đi không chịu đi mà cũng không cho đi cũng nói. Chỉ là một câu chuyện vui nha mọi người. Rồi bây giờ tới cái phần anh phải tự thú với bà này toàn thể thiên hạ. Sao vụ gì nữa? Tôi vô số tội. Anh không có tội với vợ anh gì hết á. Anh là một người đàn ông rất là thương vợ. Ý nói đây là không phải là anh đã làm gì có tội. Ở đây là anh cảm thấy là bản thân mình đang thiếu sót cái điều gì đó mà anh muốn cải thiện. Không có cải thiện, anh rất là thương vợ, anh không có gì phải cải thiện hết đâu. Nếu mà anh cải thiện nhiều quá là trên đầu anh có cái vòng là thiên thần rồi. Anh cảm thấy là anh thấy hạnh phúc rồi. Hiện tại bây giờ là anh đang là perfect. Perfect luôn. Anh chưa giờ làm lỗi với vợ anh. Nói chung là thực sự anh cũng có nhiều điểm khuyết điểm, chẳng hạn như là đó, mà thì nói nóng tính, áp đặt người ta phải suy nghĩ theo giống mình, có nghĩa là bà phải vui. Bà cho tôi đi bà phải vui, mặc dù cái đó bà buồn nhưng mà bà vui. Đó cái kiểu như là anh hay áp đặt vợ anh cái kiểu đó. Cái thứ hai là về nhà cũng hơi cẩu thả, quần áo cái nơi cái thứ ba ở dơ dơ lắm, đồ đạc trong nhà bừa bộn. Nói chung là vợ anh có người ba người con, anh là anh cả. Đó, nói chung anh cũng bày giống đó. Hết rồi, bây giờ tới một món quà, mà món quà này khi mà anh nhận xong mà sợ anh khóc. Đi khóc trời, dễ dầu chắc không? Không, ok. Đối với chị thì một người chồng, một người cha thì ổng rất là chu toàn và thương vợ thương con lắm. Nói chung là rất là thương vợ thương con, dù đi làm về mà có mệt mỏi hay là sao á, mà chị mà có kêu là làm này làm nọ cho chị là ổng sẵn sàng ổng làm liền à. Còn không là ổng thấy chị mệt mỏi mà hai đứa nhỏ mà vậy như là chưa có vệ sinh á là ổng xuống ổng làm hết luôn. Lúc mà mới lấy về là ổng hay bực lắm, nhưng mà từ lúc mà là chị đẻ đứa sau là ổng không còn vậy nữa. Đang trong thai kỳ á em, thì mình mà không có chồng bên cạnh hay là mình thấy người ta là có chồng hay là có chăm sóc mà túc trực vậy thì mình rất là buồn. Mà lúc mình tủi thân lắm thì lúc đó là chị cũng khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chị lại nghĩ lại giờ mình đã là có chồng, là chồng mình làm diễn viên nữa nên là mình phải chấp nhận. Ông rất là nóng tính nên là không có kìm được cái cảm xúc, không kìm được cái cảm xúc của ổng đâu. Hồi xưa mà chị mới lấy ổng về á là chị ghen dữ lắm. Nói chung mà chị ghen, mà nhiều lúc chị nói chị thấy chị khùng luôn, mà chị biết không có gì hết mà chị vẫn như vậy. Chị không có để được trong lòng mà chị phải nói ra. Chị không nói ra là chị ngủ không được, mà chị phải đợi ổng về chị nói ra. Mà ổng mà về trễ đó là chị sẽ điện thoại. Nhưng mà em biết công việc của ổng thì ổng đã làm thì ổng mất tập trung, hoặc là vợ con mà cứ vậy làm sao người ta làm. Khó tính thì anh Nam rất là khó tính. Ở ngoài thì người ta không biết, thì nhìn trên là anh Nam rất là hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng là đối với ngoài xã hội. Nhưng mà trong nhà thì ổng rất là khó tính. Cái nào ra cái đó đàng hoàng, dù ăn nói vậy mà chị mới nói mà dạng như mà không đúng, hay là nói mà dạng như cái kiểu mà nó chơi cũng không được nữa là anh sẽ chỉnh liền. Còn cái tính chị thì chị hay chị muốn nói gì chị nói, là chị nghĩ sao chị nói vậy à. Nhưng mà ảnh rất là khó. Mới đầu mà chị lấy ổng về á thì chị có nói sau mà chồng khó quá. Nhưng mà sau này chị nghĩ thì ổng muốn tốt với chị cũng dạy chị từ ly từ tí. Nói chung là ổng là chồng chị thiệt, nhưng mà nhiều lúc cũng dạy chị đủ thứ đó. Chị không biết phải lãng mạn không, nhưng mà ổng rất là nhẹ nhàng, chu đáo. Nói chung là rất là chu đáo. Dù mấy ngày lễ, mấy ngày gì đó là không cần nói là ổng sẽ dắt vợ con hay là một mình chị gửi hai đứa nhỏ bên nội đi ăn. Rồi hay mà nhưng mà anh Nam là hay nói những cái từ mà hoa lệ hay là cái kiểu là sao ta, chị không biết dùng từ sao, nhưng mà ví dụ chị đang ngồi vậy, trời ơi ba thương mẹ quá, thấy mẹ thấy thương quá. Rồi tự nhiên cái nói xong cái chị hay nói là giờ mà bây giờ mẹ sanh hai đứa rồi, mẹ không còn giống hồi xưa nữa. Từ phụ nữ mình hay họ dò hỏi đàn ông lắm. Cái xong rồi là anh sẽ nói là trời ơi bây giờ mẹ có sao ha, ba cũng thương hết. Mà chị mới sanh á, cái bụng chị nó bị, chị nó chưa có thâu lại á. Cái xong rồi cái chị dạng như là mỗi lần cái mà ổng thấy được cái bụng của chị á ha, mà chị giấu dữ lắm. Chị tù phụ nữ mà, mình đâu phải vợ chồng mình phải tự ti, mình mới sanh mà. Làm mỗi lần mà ổng lỡ mà ổng thấy cái bụng của chị một cái là ổng nói là trời ơi thấy cái bụng của mẹ ba thấy tội quá. Tự vì hồi xưa chị rất là nhỏ con mà ốm nó 40+ kg à. Thôi để từ từ đi rồi mẹ làm bụng hay là mai mốt mẹ sanh xong rồi nó sẽ gom lại, từ từ cũng an ủi mình vậy á. Nói chung là hồi nào giờ là chị chỉ muốn ổng có nhiều thật nhiều sức khỏe thôi. Tự vì bây giờ anh Nam cũng một lần đã bị bệnh đổ bệnh như vậy đó, thì bây giờ chị chỉ mong ổng là sức khỏe thật là nhiều, vui vẻ. Dù có đi làm về có mệt mỏi thì cũng có gia đình bên cạnh, vợ con bên cạnh, nên là đừng có suy nghĩ cái gì mông lung ở ngoài hết á. Tự vì ổng này là ổng hay suy nghĩ lắm, lại rất là lo xa. Tất nhiên là chồng mình đang bị bệnh nặng này, nhưng mà lúc đó chị đang sanh bé sao á, được có 1 tháng à, thì lúc đó rất là buồn.
mà nói chung mà khóc nhiều lắm, khóc mà đêm nào cũng niệm Phật mà khóc đó, thì cứ sợ ổng mất đi á, rồi mình cũng rồi hai mấy mẹ con làm sao. Nói chung là nghĩ tới giai đoạn đó chị cũng sợ lắm, nhưng mà bây giờ đã qua rồi. Cái lúc đó là ổng nằm ở dưới bệnh viện á, thì lúc đó hai chồng nói chung là ổng bị như vậy thì một phần cũng là do chị, nên là cũng đang giận chị đó, mà chị xuống không có được. Nhưng mà trong tâm của ổng á là muốn gặp vợ con mình, nhưng mà bệnh vậy mà vợ con mình không có xuống á. Rồi cái tánh ổng mà chị cũng hiểu là ổng cứ nghĩ là mình không có thương ổng nên mình không có xuống, tự vì đang bị bệnh nặng như vậy mà cái kiểu là y như là rất là nặng luôn đó, mà chị không xuống rồi con cũng không xuống, mà chị vẫn ở dưới quê. Nhưng mà lúc đó ổng không có hiểu cho chị là tự vì là chị mới sanh, điều kiện thì cũng chưa có, nên là chị cũng mong ổng là chỉ hiểu cái chị khúc đó thôi. Vợ lúc nào cũng thương yêu chồng hết, xin là chồng đừng có giận dở chuyện đó nữa. Thì qua chương trình này thì vợ muốn gửi lời cho chồng là mong chồng lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe để ở bên cạnh gia đình và các con. Anh có muốn gửi điều gì với chị không ạ? Xin mời anh. Thật sự là từ đó giờ chưa bao giờ vợ anh tâm sự với anh những chuyện như vậy hết. Ngày hôm nay thì cũng hơi bất ngờ chút xíu. Thì những cái chuyện đó thật sự anh không có để trong lòng, nhưng mà chắc có lẽ do cái thái độ anh thể hiện làm cho vợ anh phải nghĩ là anh còn giận những cái chuyện cũ. Thì lúc đó mới bệnh mà nên nào cũng suy nghĩ là trong đầu chắc vợ mình không có thương mình. Qua cái lúc này thì cũng xin lỗi vợ. Vậy thôi. Rất hy vọng rằng là sau chương trình này hai vợ chồng về sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí bằng tiết mục siêu bố chỗ tài nha. Trò chơi này sẽ kiểm tra kiến thức về thực phẩm khi mà là chăm sóc vợ mình đang mang bầu. Em sẽ đưa thông tin này cho một người coi, người đó phải giải thích cho cái người còn lại đoán. Nhưng mà không được dùng cái từ nào mà không dùng đây. Từ đúng không? Không được dùng từ liên quan tới cái đúng quan vậy, dính là không được nha. Dính là thua. 2, 3 đúng không ta? Đặt đúng không? Ok. Rồi ok, có vẻ hơi khó. Rồi xin mời anh. 4 chữ. 4 chữ sao được số 3? Bốn chữ. Chữ đầu tiên là có cây tre. Cây tre nó có cái gì? Có cái gì á, cái nhỏ nè. Cái đốt. Cái đốt, cái gì, cái nhỏ mà nhọn á, nhọn. Cây tre mà có nhọn. Nhọn, cái con, cây tre. Con cây tre, giống như con bò, con bê á. Măng. Đó. Cái thứ hai, ta. Người kia ta là cái gì? Đó. Ta nè, mình quăng, ta. Ý, ông đó, ông này, ông ta. Ông này. Kia. Ông ta, ông kia, ông ta, kia. Ông kia. Ông mà, mũi thò lỏ, râu xanh xoa không? Nói tiếng Anh là gọi là ông gì? Ông Tây. Rồi. Măng tây. Đúng rồi. Măng tây xào. Măng tây xào bắp vế hả? Ủa không thấy là gì? Quên hình này. Như là anh đưa thiếu chữ luôn rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi, 5 chữ. Mở. Cái người, miếng mở có. Ví dụ như mình đang ba đổi. Ba đổi có miếng mở là miếng gì? Có ba miếng... đổi thì có gì? Da. Bỏ chị da đi, bỏ da đi. Măng tây. Đừng nhắc tới lông luôn. Bỏ da, bỏ mỡ, bỏ lông. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Ba rọi mà. Miếng gì nữa? Ba rọi. Ba rọi miếng gì ăn hoài mà. Sườn. Chứ ba rọi sao có sườn? Ba rọi rút sườn rồi, hiểu không? Bỏ sườn, bỏ mỡ, bỏ da, bỏ lông đi, nó còn cái miếng gì? Ê tôi cười mệt quá. Cái miếng gì? Protein á. Protein nữa. Ê đúng rồi, cái miếng nó cung cấp protein. Đúng rồi. Ừ. Cái miếng mỡ nó cung cấp chất béo. Đúng rồi, nướng. Măng tây xào. Sao? Sao biết cái gì? Sao? Nè. Mình ăn mỗi ngày luôn á thì. Ủa xào hoài luôn. Xào hoài luôn. Nhiều khi anh có xào tôi không có xào rồi sao? Ai biết thì bây giờ đoán đi. Nhanh nè. Nè xào nè, cái miếng nè, đang cố đoán thêm chữ cuối nè. Bỏ mỡ đi, bỏ da, bỏ lông, bỏ sườn đi, còn cái miếng này nè, cái miếng gì đó. Nuôi lấy gì? Nuôi lấy gì khó đoán cái liền, nó đoán từ nuôi. Rồi. Da cầm nuôi lấy gì? Da cầm. Da cầm nuôi lấy gì? Ừ.
Dạ không, lấy lòng người trả lời luôn á. Lấy chứng. Lấy chứng. Trời ơi. Thật. Đó, 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 đó. Mang tay xào thật. Rồi. Ấm, ấm. Thịt bò. Hay quá Đăng ơi. Đáp án chúng tôi là măng tây xào thịt bò. Ủa mọi người ơi, tôi giải thích rất là đơn giản đúng không mọi người? Không phải, tại do Tân thì muốn lên huyết áp cho luôn rồi. Ok. Lên thành xong. Rồi. Năm chữ nha. Năm chữ. Cái này. Bì. Không có. Cái nãy anh nói đó. Gừng. Măng tây xào. Cái miếng mỡ, miếng mỡ á. Thật, thật, thật. Cao, 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 cao. Thịt vịt. Ừ. Ừ. Cái này khó nha, cái này khó. Thì thường thường á, bí đỏ anh hay làm cái gì? Bí đỏ á, anh bỏ vô cái anh... Cuộc đời chưa ăn bí đỏ luôn. Không, cái trái bí đỏ xong cái anh bỏ vô cái anh đậy nắp lại rồi cái... Nó gọi là gì? Nó gọi là gì á, hiểu không? Thường thường là người ta sẽ có là nấu, là nướng, là chiên xào gì đó. Cái này gọi là gì? Luộc. Không, không. Thịt vịt luộc. Không. Cái nồi đúng không? Cái nồi. Dạ, xong anh để trái bí đỏ vô, cái ở dưới có nước á. Kìa. Không. Không ai kìa mà để bỏ chứ. Trái bí đỏ ai kìa, bí đỏ không? Ai biết, ai biết đâu. Cái toilet này gọi là cái gì? Cái toilet là cái toilet. Toilet là cái toilet chứ là toilet là cái toilet chứ là cái gì? Bà nó có cái gì? Cái toilet có gì? Cái toilet là nó có cái lavabo. Bây giờ được, anh đi toilet. Ê. Anh chứa cái gì? Có gì chứa? Ê, nè đây bây giờ, nếu như mà muốn anh muốn đi xe lửa mà đi qua một con núi, anh mới đi qua đâu? Hầm. Hầm. Em nói chị Thủ Thiêm là biết chữ hầm rồi. Em đâu cần phải giải thích cái nồi rồi là đâu có cái đúng không? Đó thì anh hay ăn gì? Tết. Phở. Dân phở. Dân phở. Không đúng, ăn trắng cái gì á? Một dưa. Một từ đầu thôi. Hột. Không phải hột, nó là cũng là cái hột mà, nó phải là cái hột. Hạt. À. Thịt vịt hầm hạt. Ủa sao kỳ vậy? Hàng gì mà có nhiều lỗ, nó có cục. Nhiều lỗ có cục. Ở Đồng Tháp á. Hạt gì mà hạt xấu như trời, nhiều lỗ có cục rồi. Ở Đồng Tháp á. Đồng Tháp cái gì đẹp nhất? Bông sen. À, một chữ một thôi. À, thịt vịt hầm bông. Thịt vịt hầm sen. Chính xác là thịt vịt hầm hạt sen. Trời ơi trời, muốn đổ mồ hôi hột luôn à. Ôi là trời. Ê, công nhận nha, cái trò này mà cho hai ông này chơi tính giải trí cao thiệt. Thiệt. Và Đức cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Các Không Bố Nói Gì.